Lucifer bổ sung nghệ sĩ nhân dân hài Michael Cá Chốt liệu có làm nên trò trống gì không đây hay chỉ tấu hài? Ở giai đoạn 2, Lucifer có thêm hai sự bổ sung, Michael Cá Chốt cùng với Ngọc Bèo. Tuần này thì ông anh Ngọc Bèo chưa về được anh em ạ. Khả năng bị kích khỏi đội hơi cao bởi vì hơi thiếu trách nhiệm. Đội hình chính ra sân ở vòng 4 này vẫn là bốn cái tên không thể thay thế ở đội hình xuất phát: thủ môn Văn Đức Vũ, Italy, Đức Lắc và Trần Tuyên. Với khoảnh khắc ngôi sao ở trận vừa rồi, ở vòng này Huy Leo có mặt ở đội hình xuất phát. Chiến hậu tân binh mới của Lucifer ở DPL sẽ nắm giữ vị trí cánh. Và cuối cùng, Cá Chốt sẽ đá ở vị trí cao nhất. Ok, anh em cùng theo dõi lại một vài tình huống đáng chú ý trong trận đấu này với mình nhé. Phản công dành cho Betong 26 Gia Lai. Cố ơi, không thể dứt điểm. Ok, người vừa tung ra phá dứt điểm vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 81 Bạch Văn Đạt. Đấu ngày hôm nay bên phía đội bóng vàng. Một đường chuyền dài rất nguy hiểm. Portiso được các bạn hỏi đây. Lại một lần nữa, đường chuyền từ phần sân nhà. Một tình huống chuyền bóng rất nghệ và ngay sau đó là một cú đánh đầu. Đó là đường chuyền bóng của Đinh Tiến Hà. Và phản công dành cho các thủ Betong 26 Gia Lai. Lucifer đang để mất bóng rất nhiều, rất nguy hiểm. Duy Mares. Nỗ lực đưa bóng vào của Duy Mares. Đấy thôi, và đó là Việt Anh. Một cú đá hiểm hóc đánh bại được Tư Anh Mạnh Hùng bên phía các thủ Betong 26 Gia Lai. Chúng ta xem lại tình huống vừa rồi. Một cú đá mà Tư Anh Mạnh Hùng cũng khá bất ngờ với tình huống dài chân của Việt Anh. Sự bổ sung chất lượng có công cực kỳ lớn trong chiến thắng ngày hôm nay của Lucifer. Cho anh em nào chưa biết thì ông Mila Milo này với ông Cá Chốt là đôi bạn thân anh em nhé. Anh nghĩ sao về thằng bạn thân của anh hôm nay? Tôi với bạn thì bạn anh với sao mà không khóc được. Đâu anh, tình hình sao? Với hai bạn thằng anh đang cảm sát để không nói gì không bạn. Hôm nay thì cũng trùng với sinh nhật của mình luôn. Và món quà lớn nhất chắc chắn rồi là 3 điểm. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi đến tận đây. Tuần sau, vòng 5, đội mình sẽ đối đầu với Tâm Cường Phát Gia Lai. Nhớ đồng hành và cổ vũ cho Lucifer nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.